Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Mình mời cả nhà cùng mình ăn mắm ghẹ nha cả nhà. Hồi nào tới giờ mình thấy ở trên TV á, người ta ăn mắm ghẹ mà mình chưa bao giờ được ăn. Hôm nay mình order cái kẹo mắm ghẹ. Mình đang quay mà mình giặt đồ cho nên cái máy. Đây, một kẹo này 22 đồng nha cả nhà. Có ai muốn ăn thì đi lên website order cái hũ ghẹ này cả nhà. Giờ mình cắt ra thử coi. Rồi mình thấy người Nhật á ăn mắm ghẹ này nhiều lắm. Thấy họ ăn nhiều nước miếng luôn mà bữa nay mới được ăn một keo này. Keo này 22 đồng á, được á cả nhà hả? Đây một keo này làm cũng nhiều công sức lắm chứ đâu phải dễ làm đâu. Ở đây làm phải ghẹ tươi kìa. Thì mình ghẹ muối được chứ mà ghẹ không có tươi là không có ngon. Wow, cái này kỹ quá, cái này người ta quấn là kỹ quá. Cái này giống như là đồ Việt Nam mà gửi qua mỗi lần ăn mà gỡ mấy cái gì cái lát tiết này nè, cái bọc này nè, gỡ cái bọc ra cái hết muốn, giống như nó lâu quá cái hết muốn thèm luôn. Ôi ôi thơm mùi tỏi mùi ớt. Để mình ăn rồi mình nói thiệt lòng cho cả nhà biết nha. Lần đầu tiên mình ăn bây giờ mình sẽ đổ vào cái tô. Keo này nhiều ghê chứ. Keo này nhiều ghê. Mà cái này người ta làm là người ta làm bằng ghẹ sữa đó cả nhà. Wow, cái này nhìn ngon quá, nhiều ghê á, nhiều lắm luôn á. Hấp dẫn quá. Cái này 22 đồng mình không cần làm, cái này có gừng nữa thơm á, không cần làm. Ớt nhiều nhìn hấp dẫn quá cả nhà. Đây tô 22 đồng nha cả nhà, rất là nhiều ghẹ luôn, mắm ghẹ. Rồi mình mời cả nhà cùng mình ăn nha. Mình thấy người Nhật người ta ăn á, hồi ghẹ sữa nó mềm lắm cả nhà. Đó, mình thấy người Nhật người ta ăn á, cái người ta nặng gì đây nè, ta nặng cái thịt nó đi ra vậy nè, nè bóp một cái gì đây nè là cái thịt nó đi ra. Rồi ăn chung với cơm để mình ăn thử thử nó làm sao ha. Ăn cái này là phải ăn bốc gì đó, nhưng mà mình có đôi đũa rồi mình ăn thử, mình nói thiệt cho cả nhà biết coi nó ngon hay không. Ngon ngon á cả nhà, này lần đầu tiên mình ăn luôn á. Nó y như mắm thôi. Giờ hồi nãy mình nặn vô cơm, bây giờ mình ăn không thử coi. Vậy này thịt nhiều ghê. Rất là nhiều luôn. Đúng là cái này mình xem trên TV á, mình thấy là mấy mấy chị em ăn là nói làm phải làm ghẹ sữa nó mới ngon, mà ngon thiệt. Thơm quá. Đây. Cái này cả nhà thịt nè. Mình thấy người Hàn Quốc á ăn vậy nè, họ nặng gì đây nè. Ngon lắm luôn, thơm mùi nước tương, gừng. Rất là ngon luôn nè. Cái này ghẹ sữa nó mềm nè, giống như mọi người muốn ăn cái này ăn vẫn được không? Mềm. Rồi người Nhật á, người ta ăn á là mình thấy xé cái này nè cái nhà, bỏ vô nữa thì nó ngon nữa đó. Hôm nay mình có rong biển luôn, giống như người Nhật luôn, tại mình đã order cái hũ mắm rồi. Thì mình sẽ làm giống như người Nhật luôn. Bây giờ mình nặn cái thịt cua vô đây xong rồi cái mình cắt cái rong biển này nè. Đó, ăn có cái rong biển vô rồi.
Có con biển vô ăn ngon cả nhà. Có con biển ăn ngon. Bởi vì người Nhật người ta ăn cái gì người ta cũng bỏ con biển nha. Ngon quá. Con ghẹ nè. Mắm của con ghẹ thịt gì đó cả nhà. Thịt nhiều giống vậy đó. Này mình sắc thêm vô nữa, có con biển vô ăn nó ngon hơn nữa cả nhà. Giờ này mình ăn hết chén rồi. Ngon. Ngon quá. Cái này tối rồi chứ phải ban ngày mình ăn nhiều hơn, đêm mà mình không dám ăn nhiều. Nói trong đây họ có trộn củ hành với gừng nữa cả nhà. Ngon quá ngon. Dạ sữa trắng tươi thịt không đấy à. Nặng thịt ra nè. Thịt mới rớt nghĩa hay quá ha. Hồi đó mà giống như mình không có xem người Nhật ăn là mình không biết cái cách nặng thịt vậy đâu. Nặng gì đó cái thịt nó rớt xuống hết rồi. Không cần bẻ cần cần gì vậy. Ngon quá sao ngon luôn. Rất là vừa ăn. Một cái tô này nhiều lắm luôn á nha. Cái tô này mình nghĩ chắc 22 đồng rẻ cả nha. Đây nè. Ơi sụp sụp. Nè. Mình nặng thịt xuống nữa nè. 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 Cái tô này là nguyên gia đình ăn luôn á nha. Một mình ăn không hết à. Mình ăn nãy giờ mà còn quá xá luôn. Nè. Nè. Ngon. Ngon quá. Ngon quá cả nhà. Cái này hồi nãy giờ một tô dung luôn mình ăn xong nó no một chén cơm với một hộp rong biển với bao nhiêu mắm nữa nó rất là no luôn rồi, rất là ngon luôn. Nhưng mà giống như mình gán nữa cũng được, nhưng mà tại vì ban đi mà giờ này 10 giờ mình ăn xong mình sẽ uống cái nước chuốt vô cho nó tiêu. Có một dĩa táo nữa mà chắc thôi mình uống cái nước nước táo này cả nhà chứ không phải rượu đâu nha. Nè mình rồi mình mời cả nhà cùng mình uống nhé, ngon quá chừng luôn. Ngon quá, rất là ngon luôn cả nhà. Mà bây giờ mình ăn xong á mình quay lại cái mấy cái đám lan này cho cả nhà coi nè, cả nhà nhìn nè. Cái hoa này là hồi nãy mình nói đó, ở trong chợ là coi như là họ sale là họ bỏ luôn rồi đó. Họ sale rẻ lắm, còn có mấy đồng bình à. Cái mình biết chăm sóc, mình bây giờ mình biết chăm sóc lan cho nên mình đi mua rẻ về là mình xài xong rồi khi mà nó rụng lá này hết thì mình sẽ cắt nhánh rồi mình sẽ xài lại nữa, xài hoài hoài luôn cả nhà. Cho nên là bây giờ mình có lan nhiều là như vậy, để mình quay qua đây cho cả nhà xem nè. Nè. Quay chậm chậm thôi để quay lẹ quá cái nó giật giật cái điện thoại. Đó, mình nghiêng nghiêng cái này đó, trên cái cửa sổ của mình đó. Trên cửa sổ của mình nó có 6 7 chậu luôn, đẹp lắm.
cái hoa này là để mình kéo xích ra cho cả nhà coi nè. Cái hoa này bữa hổm giống như nó khô queo rồi đó, nó cái lá này là nó teo tóp luôn rồi đó, mà mình đem về mình chăm sóc mà bây giờ nở ra y như con bướm bướm vậy cả nhà nè. Rồi mình cầm cái giấy lau tay nè, cả nhà thấy cái hoa nè, nó đẹp dễ sợ luôn, đẹp lắm. Cho nên bây giờ mình đi vô chợ mà mình thấy có hoa sale đó là giống như họ đem, giống như là họ sale, họ bán giống như họ bỏ luôn rồi đó, mình đem về mình chăm sóc lại. Rồi cả nhà thấy không, đâu có thua gì mà bình bông mấy chục đồng của ngoài chợ bán đâu. Để họ không biết chăm sóc á, họ để lâu á họ không cần nữa đó. Chứ mình nói họ không muốn chăm sóc thì cái đó mình cũng không biết, như họ không không cần giữ nữa, họ mua sale họ bỏ thì mình mua rẻ về mình chăm sóc. Ở trong đây nó có mấy cái màu tím đẹp lắm cả nhà, nè đẹp lắm luôn. Bây giờ mình đi đâu mà mình thấy sale rẻ là mình mua, mình về mình tóc lại mình xài, chứ cái này không sale không mua nổi đâu cả nhà, một bình tới mấy chục đồng lận, cái này không sale mấy chục đồng bình nữa, nhiều tiền lắm. Rồi cả nhà nãy giờ mình ăn hết một chén cơm với mấy con ghẹ luôn, ngon lắm cả nhà ơi. Lần đầu tiên mình ăn á 22 đồng rất là rẻ luôn cả nhà, có ăn lên mạng order nha. Rồi mình cũng không quên cảm ơn cả nhà đã xem video của mình, đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Thank you, bye bye.